cảnh sát trường Labrador. Không có vụ án nào mà chúng tôi không thể giải quyết. Chúng ta có một vụ. Gâu gâu, tôi là cảnh sát trưởng Labrador. Cảnh sát trưởng Labrador. Con tôi bị lạc rồi, tôi phải làm gì đây? Hãy bình tĩnh, hãy nói cho tôi biết vị trí của bạn. Tôi đang ở công viên giải trí. Tôi sẽ có mặt ở đó ngay. Cảnh sát trưởng Labrador sẵn sàng tham gia. Cảnh sát trưởng Labrador, bạn đây rồi. Tôi vừa trả lời một cuộc điện thoại thì con tôi đã bị lạc rồi. Hãy tin ở tôi. Con bạn mặc đồ gì khi bị lạc? Con tôi là một chú gấu con. Thằng bé đang đội một chiếc mũ màu xanh dương. Thằng bé đang mặc trang phục màu xanh lá cây. Thằng bé đang đeo một chiếc ba lô nhỏ màu tím. Bức chân dung đã xong. Hãy cùng xem video giám sát để xem liệu gấu con có còn ở trong công viên giải trí hay không nhé. Bạn có thể tìm thấy gấu con trên bức chân dung không? 3 ngôi sao. Bạn tuyệt vời, chẳng kém gì cảnh sát trưởng Labrador. 2 ngôi sao. Bạn tuyệt vời, chẳng kém gì cảnh sát Doberman. 1 ngôi sao. Bạn tuyệt vời, chẳng kém cảnh sát Akita. Bạn có thể tìm thấy gấu con trên bức chân dung không? Xe điện đụng. Nhấn vào đây để chuyển cảnh. Đu quay thú nhúng. Xe điện đụng. Tìm thấy rồi. Làm tốt lắm, bạn ngầu chẳng kém gì cảnh sát trưởng Labrador. Gấu con ở gần chiếc xe điện đụng. Hãy cùng đi xem nhé. Gấu con ở gần chiếc xe điện đụng. Xuất phát nào. Đến chỗ xe điện đụng nào. Chào bạn nhỏ, chú sẽ dẫn cháu đi tìm bố và mẹ nhé. Tuyệt vời. Ôi không, gấu con sắp đi với người lạ. Hãy nhanh chân tới đó nào. Các bạn nhỏ, đừng đi với hắn. Hắn ta là kẻ xấu đấy. Cảnh sát trưởng Labrador. Đứng lại ngay. Kẻ xấu đã trốn thoát, hãy đuổi theo hắn. Hãy cẩn thận và tránh các chướng ngại vật. Bạn đã bắt được kẻ xấu rồi. Làm tốt lắm, bạn ngầu chẳng kém gì cảnh sát trưởng Labrador.
kẻ xấu xa độc ác kia. Bây giờ, cảnh sát trưởng Labrador sẽ bắt giữ ngươi. Tôi sai rồi, tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Hu hu. Cảnh sát trưởng Labrador, cảm ơn bạn rất nhiều. Không có gì, đây là nhiệm vụ của tôi. Các bạn nhỏ, hãy theo sát bố mẹ mình khi ra ngoài chơi nhé. Đừng bao giờ đi với bất kỳ người lạ nào. Cảnh sát trưởng Labrador, từ nay cháu sẽ không bao giờ đi với người lạ nữa. Cảnh sát trưởng, nhiệm vụ đã hoàn tất. Chú chó cảnh sát trưởng đẹp trai bắt đầu diễn thuyết về sự an toàn. Gấu con đã đi với người lạ. Hành vi đó có đúng không? Đó không phải là điều nên làm. Hãy theo sát bố mẹ bạn khi ra ngoài chơi. Đừng bao giờ đi với bất kỳ người lạ nào. Gấu gấu, tôi là cảnh sát trưởng Labrador. Cảnh sát trưởng Labrador, cháu thấy một kẻ xấu đang gây rối trên đường phố. Hãy bình tĩnh, hãy nói cho tôi biết vị trí của bạn. Cháu đang ở trên đường Papa. Tôi sẽ có mặt ở đó ngay. Cảnh sát trưởng Labrador sẵn sàng tham gia. Cảnh sát trưởng Labrador, chú đây rồi. Một kẻ xấu đang vẽ bậy trên tường và bỏ chạy bằng xe đạp khi cháu đến. Hãy tin ở tôi. Tuyệt quá. Hả? Đây là những dấu vết của lốp xe đạp. Chúng ta sẽ tìm ra kẻ xấu đã bỏ chạy bằng cách lần theo những dấu vết này. Xuất phát nào. Các dấu lớp xe đã biến mất. À, đây chính là chiếc xe đạp của kẻ xấu. Có rất nhiều dấu chân cạnh chiếc xe đạp. Xin chào, dì thỏ. Bạn có biết ai vừa đi qua không? Để tôi nghĩ xem. Người qua đường vừa rồi là một con gấu, một con thỏ, một con gà, một con cừu, một con sói. Ai đã để lại những dấu chân này nhỉ? Chờ đã, đó là dấu chân của một con gà. Tôi nhớ đó là một con gà dính đầy sơn. Bạn có biết con gà đã ở đâu không? Kẻ xấu đã bước vào một ngôi nhà. Có một biển hiệu bánh đồ nếp màu đỏ treo trên ngôi nhà này. Ngôi nhà có màu xanh lá cây. Ở cửa ra vào của ngôi nhà có một chậu hoa màu xanh dương. Tuyệt quá, chúng ta đã thu được manh mối rất quan trọng. Cảm ơn bạn rất nhiều, dì thỏ. Ồ, không có gì. Kẻ xấu đang ẩn náu trong ngôi nhà nào nhỉ? Hãy kiểm tra xem ngôi nhà nào có những manh mối này nhé. Ở ngay đây. Hãy vào trong ngay thôi. Ở đây đông đúc quá. Con gà dính đầy sơn đang ở đâu nhỉ?
Con gà dính đầy sơn đang ở đâu nhỉ? Bạn đã tìm thấy rồi. Làm tốt lắm, bạn Ngầu chẳng kém gì cảnh sát trưởng Labrador. Vẽ bậy ở nơi công cộng là việc làm sai trái. Cháu sai rồi, cháu sẽ không vẽ bậy ở bất cứ nơi công cộng nào nữa. Cảnh sát trưởng, nhiệm vụ đã hoàn tất. Chú chó cảnh sát trưởng đẹp trai bắt đầu diễn thuyết về sự an toàn. Gà con đang vẽ bậy lên tường. Hành vi đó có đúng không? Đó không phải là điều nên làm. Chúng ta nên bảo quản công trình công cộng thật tốt, không được phép vẽ bậy lên các công trình công cộng.